Sau khi không thành công với thương vụ đưa cầu thủ sang Nhật Bản vào năm ngoái, câu lạc bộ Sài Gòn quyết tâm tiếp tục đưa 4 cầu thủ khác sang xứ sở mặt trời mọc để rèn giũa chuyên môn ở J-League 2 và J-League 3. Chiều nay ngày 24 tháng 1, câu lạc bộ Sài Gòn cho biết sẽ đưa 4 cầu thủ của họ sang Nhật Bản để chơi bóng. Phía hai đội bóng của xứ sở mặt trời mọc cũng đã có thông tin chính thức về vấn đề này. Cụ thể, hai cầu thủ Phạm Văn Luân, Vũ Hồng Quân sẽ đến đầu quân cho FC Jiukiu ở J-League 2. Trong lúc bộ đôi Nguyễn Văn Sơn, Bùi Ngọc Long sẽ thi đấu cho đội Azu Krazo Numaru ở J-League 3. Theo kế hoạch, 4 cầu thủ này sẽ lên đường sang Nhật Bản thi đấu sau Tết Nguyên đán. Theo lịch thi đấu, J-League 2 dự kiến sẽ khởi tranh vào ngày 19 tháng 2, còn J-League 3 sẽ khởi tranh vào ngày 12 tháng 3. Đây được coi là quyết tâm của lãnh đạo câu lạc bộ Sài Gòn, cụ thể là chủ tịch Trần Hòa Bình, trong việc kết nối để tạo mối quan hệ trong định hướng chiến lược phát triển với bóng đá Nhật Bản, cùng với mục tiêu giúp cầu thủ Việt Nam phát triển ở môi trường bóng đá đỉnh cao để quay về phục vụ cho câu lạc bộ và đội tuyển Việt Nam. Nói về quyết định đưa 4 cầu thủ này sang Nhật Bản, ông Trần Hòa Bình cho biết: "Điều mong mỏi lớn nhất của tôi là muốn bóng đá Việt Nam phát triển nhanh hơn, đồng thời giảm thiểu sự phụ thuộc của các ngoại binh tại V-League. Vì thế, tôi muốn gắn thêm cho họ một động cơ Nhật Bản để họ phát triển nhanh hơn sau khi trở về từ Nhật Bản. Với Phạm Văn Luân, Vũ Hồng Quân, họ phải có chuyên môn tốt, thể hiện được năng lực mới có thể thi đấu tại J-League 2. Trong khi đó, tôi tin tưởng Nguyễn Văn Sơn và Bùi Ngọc Long có thể thi đấu được ngay ở J-League 3. Câu lạc bộ Sài Gòn đã có hợp tác chiến lược với FC Jiukiu ở nửa tháng 1 năm 2021. Đến tháng 4 năm 2021, tôi trở thành cổ đông chiến lược lớn của FC Jiukiu để tạo nền móng vững chắc đưa cầu thủ Việt Nam sang Nhật Bản thi đấu. Đến ngày 7 tháng 7, chúng tôi tiếp tục bắt tay hợp tác toàn diện với Azun Krazo Numaru ở J-League 3. Hai câu lạc bộ này tin tưởng vào chiến lược là bóng đá lâu dài, bền vững của câu lạc bộ Sài Gòn, cam kết hỗ trợ tốt nhất cho các cầu thủ phát triển mạnh. Năm ngoái, Sài Gòn FC cũng đã lên kế hoạch đưa hai cầu thủ là Cao Văn Triển và Trần Thanh Trung sang J-League 2. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị đổ vỡ trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Hy vọng chuyến đi của Văn Luân, Văn Sơn, Ngọc Long hay là Hồng Quân lần này sẽ diễn ra suôn sẻ. Bài viết trên trang Bóng Đá Plus. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe. Huấn luyện viên Kiatisak Petrovic đón Tết tại Việt Nam. Huấn luyện viên Kiatisak Lukko Petrovic của Đông Á Thanh Hóa cùng hầu hết các ngoại binh đều ở lại Việt Nam để đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Ngay sau khi Tết Nguyên đán Nhâm Dần qua đi, V-League năm 2022 sẽ bắt đầu khởi tranh. Bởi vậy, kỳ nghỉ Tết của các đội bóng sẽ không kéo dài quá lâu. Thay vì cố gắng di chuyển sang nước ngoài hoặc về nhà, các huấn luyện viên ngoại và hầu hết các ngoại binh đều lựa chọn ăn Tết tại Việt Nam. Mới đây, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã quyết định cho các cầu thủ nghỉ Tết sớm trước 10 ngày. Huấn luyện viên Kiatisak đã tranh thủ cùng ban huấn luyện đội bóng phố núi đi vãn cảnh chùa. Năm nay, Zico Thái cùng hai người đồng nghiệp Thái Lan sẽ đón Tết ngay tại trung tâm thể thao Hàm Rồng tại bản doanh của Hoàng Anh Gia Lai. Ngoài ra, trong thời gian này, huấn luyện viên Kiatisak cũng sẽ dự định thăm thú một số địa điểm tại Gia Lai và các tỉnh lân cận. Ngoài huấn luyện viên Kiatisak thì huấn luyện viên Lukko Petrovic của Đông Á Thanh Hóa cũng quyết định đón Tết tại Việt Nam. Chiến lược gia người Serbia này sẽ nghỉ dưỡng ở một resort bên bờ biển Sầm Sơn ở Thanh Hóa. Đây là năm thứ 3 mà ông thầy 75 tuổi đón Tết cổ truyền ở Việt Nam. Trước đó, ông đã từng trải nghiệm Tết Việt vào năm 2017 và 2021. Vị huấn luyện viên này thích uống bia hơi và thưởng thức món nhậu đường phố trong dịp đầu xuân năm mới. Bên cạnh hai huấn luyện viên ngoại, đa phần các ngoại binh ở V-League đều lựa chọn du lịch tại Việt Nam đón Tết. Nhóm cầu thủ Brazil như Giovane, Paulo Pinto, Rodrigo Dias, Pedro Paulo hay là Henrique Paulo có dự định đi du lịch nghỉ dưỡng trước khi mùa giải mới bắt đầu. Với riêng Pedro của Viettel, đây là lần đầu tiên tiền đạo này cùng gia đình nhỏ trải nghiệm Tết ở Việt Nam. Chân sút sinh năm 1994 tỏ ra khá hào hứng và muốn tìm hiểu thêm những nét đặc trưng về phong tục văn hóa của đất nước hình chữ S. Ngoài ra, tiền đạo Michael Olaha của Sông Lam Nghệ An, Kim Đông Xu Hoàng Anh Gia Lai, Igor Zelic người Thanh Hóa cũng đã có những kế hoạch riêng trong dịp Tết Nguyên đán. Bài viết sử dụng trên trang laodong.vn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe video của Cao Tân Văn Hóa Việt.